Người cái răng lần đầu đi chợ nổi cái răng. Ủa sao anh ở Cần Thơ mà anh không đi chợ nổi cái răng? Gọi anh review cho người ta coi chứ. Trời ơi, nói thiệt với mọi người là nhà mình ngay chân chợ nổi cái răng cách 600m. Nhìn ra là thấy cái chợ nổi liền. Nhưng mà chưa bao giờ đi, cũng không biết ở dưới này nó có cái gì luôn. Rồi bữa nay sẵn Vincom nghỉ hè lên chơi, ba anh em dắt tay nhau đi luôn. Nhưng mà chuyến đi hôm nay lạ lạ, có mấy nhân vật lạ lạ này là ai không biết luôn. Hôm nay sẽ đưa mình tham quan tất tần tật chợ nổi và mình sẽ review chi tiết cho mọi người cùng xem nha. Mình đặt cái ghe của cô hai là 5:30 mình đi. 5 giờ thì mình với Vincom với Sen Đá chạy xuống Bến Ninh Kiều. Cô hai đón mình Bến Ninh Kiều qua tới chợ nổi, tới ngay chân cái chỗ người ta chụp hình hoài nè, chợ nổi cái găng này. Mọi người xuống dưới sông mới thấy chứ trên bờ là không thấy được cái chữ đó đó. Mình muốn cái ghe cô hai 4 xị. Trời Phật ơi, hồi nãy thấy có một nhân vật lạ lùng à. Xuống tới chợ nổi ngồi chạy ra nguyên một bầy luôn. Mình không gành chứ Sen Đá gành nha. Sen nói đây là cái nhân vật trong phim sắp ra mắt ngày 26 tháng 7. Anh này tên là Deep Bull. Hồi đó giờ thấy người ta đi không, tới mình Sen Đá thấy siêu anh hùng đi chợ nổi cái găng nữa. Mọi người phải chứng kiến ở ngoài thiệt kìa, cừ gớt cái hàm găng nằm cái tướng thư thả ha. Rồi sóng của mấy cái ghe bự á, rồi gió nó thổi mấy cái bà Deep Bull này muốn lật ghe luôn. Cái mô hình Deep Bull này không bự là tưởng thiệt không đó. Ở ngoài lại lội cái này không biết trong phim sao ha. Nói hồi sao đứng dậy nhảy nước nữa lại luôn. Ơi mà nhìn đã thì mọi người. À mọi người, Sen nói đây là bộ phim siêu anh hùng của Mỹ, nghe đâu hài hước dữ lắm luôn. Phim được dựa trên nhân vật Deep Bull của Marvel Cosmic. Nhân vật mọi người đang thấy là Deep Bull, do diễn viên Ryan Neon đóng. Nói chung là nghe hơi hấp dẫn. Vô tình gặp ngoài đây sao tự nhiên nôn ngang trời. Rồi thôi quẩy với mấy bà Deep Bull tới đây đủ rồi. Chơi cái quên đi trải nghiệm cho nổi cái găng luôn. Thôi giờ quay lại đi nè nha. Khi tới đây lúc đầu mình tưởng là không có giao thương nhộn nhịp, ai ngờ nhộn nhịp không tưởng luôn. Người dân người ta buôn bán tấp nập, bán sỉ bán lẻ thì có đủ nha mọi người ơi. Rồi mọi người, hiện tại là mình ở đây là chợ nổi cái răng rồi. Thì rất là nhiều ghe thuyền buôn bán tấp nập luôn. Những cái cây mà người ta treo ở cái đầu ghe gọi là cây mẹo, thì ở trên đó người ta treo cái gì thì người ta sẽ trên thuyền người ta sẽ bán cái đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi ăn lên đên ở trên cái ghe. Cái ghe ở trên sông mình nó sẽ có cảm giác như nào đặc biệt hơn mà khi mình ăn ở trên bờ hay không nha mọi người. Có rất là nhiều món nhưng mà anh em mình sẽ chọn món bún riêu. Nghe danh bún riêu dưới đây đã lâu rồi giờ mới ăn nè. Cô ơi, một tô này bao nhiêu cô? Tô 45 ngàn. Tô bún ở dưới chợ nổi cái răng sẽ bán 45 ngàn. Theo mình thấy nha, do cái này cũng là du lịch đó, cái giá 45 ngàn thì nó hơi nhỉnh chút xíu. Nhưng mà xuống đây thì cũng được đi mọi người. Rồi bây giờ để coi nó ngon hay không nha. Tô này có cục xương, chả, chả bò, kêu cua. Nói chung là ăn được, không có quá xuất sắc đâu mọi người, đừng mong chờ nhiều nha. Còn ông nội Bin tao ông chê lạc lẽo quá anh hai ơi, quay qua Sen Đá lạc thiệt. Trời, muốn đội quần là sợ người ta chữ không. Rồi xong giờ trên đây có nước uống luôn, với đá với sữa đậu nành, nước ngọt, nước cam, nước dừa, trà đường, nước suối. Con là một ly phơi đá nè, một ly trà đường, này là nước trà đường hết cô. Cà phê đá, cà phê sữa 15 ngàn, trà đường 10 ngàn, nước cam 20, giá cũng rất là bình dân luôn mọi người ơi. Cô tên gì vậy cô? Cô sữa. Cô sữa hả? Cô trưởng, mọi người ủng hộ cô trưởng nha. 5 tô 225 con gửi cô. Nước thì 55 ngàn rất là bình dân mọi người. Đây con gửi cô. Cảm ơn nha. Đi chơi vui vẻ nha, nói chúng ta có nữa nha. Dạ. Kết thúc ở ngay chợ nổi cái răng thì mình sẽ đi vô được cái làng hủ tiếu. Vô đây thì người ta sẽ trực tiếp làm hủ tiếu cho mình coi luôn. Vô đây tham quan không có tốn tiền vé tiền gì hết nha mọi người. Cô chú ở trong này sẽ làm lại toàn bộ quy trình làm cái hủ tiếu của mình luôn. Bột để sử dụng làm cái hủ tiếu là bột gạo hay là cái bột gì á. Hủ tiếu khi làm thì nó có cái mùi đặc trưng lắm. Cho bột vô đây hấp một cái, xong rồi lấy cái cây cuộn gai giống vậy. Các du khách nước ngoài rất là thích luôn. Mình vô đây mình trải nghiệm mấy cái này cũng không tốn đồng cắt bạc nữa chân nha. Mấy cô chú trong này sẽ cho mình làm thoải mái. Cái đó xong ta đi phơi, phơi xong sẽ ra cái hủ tiếu khô của mình cắt giống vậy. Bên cà lâm cũng tài lanh vô cắt nè. Cô chú nói mấy cái màu hủ tiếu này làm tự nhiên, từ thanh long lá dứa rồi qua đậu biếc. Kết thúc đây chưa hết đâu, mình sẽ được cô hai dắt vô cái chỗ làm kẹo dừa nè, rồi vô vườn trái cây này nọ nữa. Nhưng mà thôi, mình Sen Đá cũng quen thuộc quá, giờ hai đứa mình và bên cà lâm sẽ đi về. Nói chứ à, đi tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ là cũng 2 tiếng mọi người là kết thúc cái tour chợ nổi cái răng rồi. Thì cũng rất là vui và có nhiều cái cảm giác lạ mới ở trên sông nước bấp bênh giống vậy. Rồi bây giờ là chợ nổi cái răng, hẹn gặp lại. Quay, mọi người đừng có quên ngày 25 tháng 7 này có suất chiếu đặc biệt, nhớ canh ra xem Deep Bull and Wolverine nha. Hai đứa cũng đang nôn tới đó. Rồi như mọi người đã thấy, lúc đi hết mình, lúc về hết hồn luôn. Mưa gió sóng.